Chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống của tôi. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn và mọi người một món ăn thơm ngon. Đó là món cà ri vịt nha các bạn ơi. Ở đây mình có nửa con vịt đã được làm sạch sẽ. Và sẽ có một ít huyết nè. Cái này là mề, gan, tim của nó. Với lại mấy cái ruột già và ruột non cũng đã được làm sạch sẽ nha các bạn. Một chén nước cốt dừa và một tô nước giảo dừa. Cái này là gia vị cà ri nha các bạn. Các bạn có thể ra tiệm chặt phô mua. Người ta sẽ có một cái gói đóng sẵn, hoặc là cái gói được pha trộn như thế này nha. Cái nào cũng được nha các bạn. Có cái lá này nấu nó thơm hơn, nó ngon hơn nha các bạn. Có xả, một củ khoai lang ngon, hai củ khoai môn, một củ tỏi, củ hành tây, vài củ hành tím và các gia vị cần thiết để nấu món cà ri vịt nha. Rồi mời các bạn và mọi người cùng chế biến món ăn này với mình nha. Bây giờ trước tiên các bạn, chúng ta sẽ đem vịt này đi luộc trần sơ qua với lại gừng để cho nó khử cái mùi tanh của nó nha các bạn. Mời các bạn theo mình nha. Bạn ơi, cái nồi nước của mình nó đã sôi cùng sục rồi đó. Trước đó mình đã cho gừng vào nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ lấy mấy cái đuôi khúc xả như vậy nè, mình cho vào luộc luôn. Nó cũng có tác dụng khử tô rất là tốt nha các bạn, để mình khử cái mùi tanh của vịt đó. Bây giờ mình sẽ cho cái phần ruột vịt vào trước nha các bạn. Cho ruột vịt huyết đồ vào trước luôn. Trần sơ nó trước đi, để khi mình bỏ vô mình luộc, mình kho thì mình sẽ kho thịt trước. Còn cái ruột nó mềm, nó dễ mềm nên mình sẽ kho sau nha các bạn. Nè các bạn ơi, nó đã sôi được rồi nha các bạn. Mình sẽ vớt ra trước đi, vớt ra để mình xả lại với nước lạnh nha. Bây giờ mình sẽ cho vịt vào luôn nha các bạn ơi. Cũng là đợi nó sôi một dạo lợ là mình vớt ra và xả nước lạnh tiếp nha. Rồi đó các bạn, sau khi cái phần này nó sôi lại một dạo rồi đó thì mình tắt lò đi ha, và mình sẽ vớt ra. Chỉ cần mà gọi là trần sơ nó thôi các bạn, cho nó sôi một dạo lên là được rồi. Không phải mình luộc mình sẽ bỏ vào trong cái cà ri kia mình hâm nó ngon hơn. Cái này mình trụng nó thôi, xong rồi mình lấy ra ha. Bây giờ mình sẽ cho và tỏi bằm vào đi các bạn. Sau khi các bạn thấy nó cũng dạng rồi đó nha, mình sẽ cho cái bột cà ri này vào, tắt lò nha các bạn. Tại vì không cẩn thận chúng ta sẽ làm cháy nó, kép mấy cái. Đặt cái phần vịt này vào nha các bạn ơi. Chúng ta đảo đều tay một chút nha. Bây giờ mình sẽ cho nước giảo dừa vào nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ cho vào đây khoảng nửa chén nước sôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp cái phần ruột non và lòng mề vào luôn nha các bạn. Lỡ nó sôi một dạo lỡ đi rồi mình sẽ lỡ nêm nếm gia vị nha.
Bây giờ khoai mình sẽ cắt khúc nha các bạn. Cắt rồi chúng ta đem đi chiên sơ nha. Thì mình cắt sớ dài, chừng nào ăn á, mình sẽ rắc vào lên trên cái tô nha các bạn. Hành tím thì để nguyên củ nha. Đó, cái nồi cà ri vịt của chúng ta bắt đầu sôi lên rồi đó, thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng hạt nêm nha các bạn, khoảng 1 muỗng rưỡi đường, tiêu chấm chiếu nha các bạn, nửa muỗng tiêu. Giờ mình sẽ bắt chảo dầu và mình sẽ chiên khoai nha các bạn ơi. Khoai mình sẽ cho vào chiên vàng hai mặt nha các bạn. Rồi, cái phần vịt của mình đó các bạn, cảm thấy nó đã đủ mềm rồi đó, vừa đủ ăn rồi đó, thì mình sẽ cho củ hành tím vào nha các bạn ơi. Củ hành tím, khoai, các loại vào luôn. Ơi, tại sao mà mình phải chiên khoai các bạn? Khi mình chiên rồi đó, thì khi mà nấu một chút nữa, khoai nó sẽ không có bở và bể ra, và khoai sẽ giữ được độ ngọt ngon của nó nha các bạn. Cho nên chúng ta muốn ăn ngon hơn á, thì bắt buộc phải chiên khoai. Còn nếu các bạn thích ăn nhanh gọn á, thì khỏi chiên cũng được, không sao. Nhưng mà cẩn thận canh cái khoai nha, bằng không nó bể, nó bấy bá, nó nát hết. Không còn gì nha các bạn ơi. Đây, giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vào nha các bạn ơi. Béo ngậy thơm ngon lắm nha nè. Nhắc xuống ăn thôi. Đây các bạn ơi, món cà ri vịt của mình đã hoàn thành rồi đây nè. Mình sẽ ăn kèm với bánh mì và muối ớt chanh nha các bạn ơi. Đây, hấp dẫn ghê không nè. Mời các bạn và mọi người cùng dùng món ăn này với mình nha. Đây, củ khoai của mình đã chiên nè các bạn ơi. Cái này là gan nè, mề, thịt, quéo một cái đùi, cái cánh, mấy khúc ruột nè các bạn. Trước đây cho nó dễ ăn. Mà các bạn và mọi người cùng dùng món này với mình nha. Mình sẽ ăn một miếng hành tím nha các bạn và hấp một miếng nước của nó nha. Ui, sống sánh ngon lắm nha các bạn ơi. Ui, ngon quá các bạn ơi. Quá trời ngon quá. Rồi, video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi.
Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, chân thành nhấn like, đăng ký, ủng hộ kênh giúp mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn và mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.